chào, các bạn đang xem bản tin CGV 247. Chắc các bạn không biết mình là ai đúng không? Sau hai anh chàng đẹp trai ở số trước thì mình là Nhân, quản lý cụm rạp phim CGV Pearl Plaza, sẽ đồng hành cùng các bạn ở bản tin thứ 3 lần này. Tháng 6 là tháng đầu tiên mở màn cho một mùa hè rực rỡ đầy nắng nóng, nhưng cũng không kém phần ướt át. Bởi thời tiết cứ nắng rồi lại mưa, chưa kịp mặc áo mưa thì nắng lại lên. Nhưng không vì thế mà ngăn chặn được bước chân của các bạn, đặc biệt là các bạn nhỏ cùng gia đình của mình. Bởi vì đã vào kỳ nghỉ hè rồi đúng không nào? Và tháng này cũng có một ngày khá là đặc biệt, đó là ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả đó chính là tháng 6 này vẫn có rất là nhiều bộ phim cực kỳ hấp dẫn được ra mắt. Không biết các bạn sao, nhưng mà Nhân thì tuy lớn to đầu nhưng mà vẫn thích được tặng quà luôn rồi nha. Nghe đâu CGV có nhiều bất ngờ khủng cho tháng 6 này lắm đó. Các bạn khoái không? Chứ Nhân là Nhân khoái rồi đó. Bùm! Khỏi quá. Món quà đầu tiên đó chính là phim Aladdin 2019. Có lẽ khi hãy Disney đã xem qua tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và hiểu được tâm nguyện vọng của các bạn, đó là mong muốn có một tấm vé trở về thời thơ ấu, nên đã cho ra đời bộ phim Aladdin 2019 phiên bản live action. Đây là bộ phim đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao nhiêu cô bé, cậu bé mà bây giờ có lẽ đã trở thành ông bố bà mẹ rồi. Ngại gì mà không cùng Aladdin sống lại những phút giây thần tiên tuyệt đẹp dựa trên câu chuyện cổ tích kinh điển, làm nên tuổi thơ của bao thế hệ. Bộ phim được dẫn dắt bởi đạo diễn Guy Ritchie, người đã làm nên thành công của hai bộ phim Sherlock Holmes và The Man from UNCLE. Kịch bản được chấm bút bởi John Ogden, dựa trên tác phẩm 1001 đêm và tác phẩm hoạt hình cùng tên được sản xuất vào năm 1992. Bối cảnh của Aladdin được đặt tại Agrabah, một thành phố giả tưởng thuộc Ba Tư, nằm ở trái tim của con đường tơ lụa, nổi tiếng trải dài từ đông sang tây, tạo nên một phong nền đặc sắc cho bộ phim. Aladdin là một chàng trai nghèo sống lang thang trên đường phố, buộc phải lấy trộm đồ ăn để sống, luôn mơ ước có một cuộc sống tốt hơn cho mình và người bạn nhỏ, đó là chú khỉ Abu. Trong một lần gặp gỡ không tưởng, cậu trở thành bạn và rung động trước công chúa Jasmine, con gái của quốc vương Agrabah. Nhưng cậu đã bị bắt bởi thị vệ và bị hiểu lầm rằng cậu bắt cóc công chúa. Khác với nguyên bản thì tạo hình lần này của tể tướng Jafar lại vô cùng là ngon dai, quá ư là nam thần luôn á. Không biết đây có phải là ý đồ của Disney muốn lấy lòng các fan nữ không ta? Nhưng điều không thể nào thay đổi đó chính là bản chất xảo quyệt và gian trá của Jafar đã mở đường cho Aladdin thoát, nhưng đổi lại cậu phải giúp hắn ta lấy một chiếc đèn từ một hang động kỳ diệu đầy bí hiểm. Aladdin đâu biết rằng chiếc đèn đó chứa một sức mạnh toàn năng, thần đèn Genie. Cho tới thời điểm hiện tại thì bản gốc của bộ phim Aladdin năm 1992 vẫn được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất mà Disney từng làm. Sự thành công của bản gốc cũng đặt ra nhiều thách thức đối với bản live action này. A whole new world, a dazzling place I never knew. Da la la da la da la da. Anh ơi! Tiền thảm của anh 300k nha. Hả? Và bộ phim thứ hai thuộc dạng khủng lắm chứ không hề khủng vừa, mà tất cả ai yêu mến điện ảnh đều trông chờ từng ngày từng phút, không thua kém gì bom nguyên tử Avengers vừa rồi, trong đó có cả Nhân. Đó chính là bộ phim Godzilla King of the Monsters. Với sự thành công vang dội của Godzilla 2014 và Kong Skull Island 2017 thì vũ trụ Monsterverse đã cho ra mắt bộ phim Godzilla 2019, dự sẽ là một cú hit để tiến đến cuộc đại chiến của chúa tể biển sâu và loài linh trưởng khổng lồ Kong, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2020. Ở phần phim lần này, khán giả sẽ được diễn kiến qua một loạt Titan, quái vật sừng sỏ trong Monsterverse. Trong đó, một số tên tuổi từ lâu đã trở nên quen thuộc như quái vật ba đầu Ghidorah, nàng bướm hộ mệnh Mothra, rồng bay Rodan và đương nhiên không thể thiếu đó là chúa tể Godzilla. Nội dung của bộ phim sẽ bắt đầu khi các thành viên của tổ chức Monarch phải đụng độ với những quái thú khổng lồ. Khi những huyền thoại cổ đại trỗi dậy, tất cả những gì chúng muốn đó là tranh giành quyền lực tối cao và thống lĩnh thế giới. Loài người phải đứng lên để mang lại sự cân bằng trở lại cho thế giới trước khi những hiểm họa diệt vong đó. Đứng trước bờ tuyệt vọng, họ đã quyết định chơi liều, đó là giải phóng cho Godzilla với hy vọng sẽ dùng quái vật để trị quái vật. Con người như hoàn toàn bất lực trước cuộc chiến này, họ chỉ có thể chạy trốn và ẩn nấp chứ không có thể nào làm gì được. Tất cả số mệnh của họ giờ chỉ mong chờ vào Godzilla. Không biết rằng ngài sẽ làm như thế nào để đánh bật được lũ quái vật kia ra khỏi trái đất. Còn xui hơn, đó là Godzilla sẽ bắt tay với đám quái vật lưu manh để diệt vong ngược trở lại con người.
Ê ơi, nghe sợ quá. Không biết ngoài đời Godzilla có thiệt là để giải cứu thế giới không ta. Thôi thì ngày 31 tháng 5 hãy nhanh tay nhanh chân đến CGV để xem Godzilla oai vệ đến cỡ nào rồi về nhà mơ tiếp nha. Ước gì có cỗ máy thời gian của Doraemon là nhân xe mượn ngay và lập tức bay đến ngày công chiếu nhanh gọn lẹ. À mà quên nữa, nhắc tới Doraemon thì Dương mới nhớ, hiện nay tại CGV Vạn Hành Mall đã xuất hiện một chú mèo máy với kích thước siêu siêu khủng. Bạn nào là fan chân chính của bộ truyện tranh thần thánh, giơ tay lên nè. Và chúng ta hãy cùng nhau qua Vạn Hành Mall cùng chụp hình với chú mèo máy đáng yêu này nghe. Và đừng quên ghé rạp CGV mua liền vé phim Doraemon và Nobita Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Không đi coi tiếc ráng chịu à nha. Godzilla, quái vật đã rất quen thuộc với khán giả Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Trong các bộ phim cũ hay những phiên bản truyện tranh, Godzilla được gọi là chùm cuối trong thế giới của quái vật Titan khổng lồ. Tuy nhiên, trong vũ trụ điện ảnh lần này, danh hiệu trên có lẽ sẽ được trao cho Ghidorah. Nếu như mà trong Avengers có Thanos thì ở Godzilla phiên bản 2019 sẽ có Ghidorah, được coi là một trong những quái vật hùng mạnh đến từ không gian ngoài trái đất và chuyến đi phá hủy hành tinh. Cũng có thể coi Ghidorah là kẻ thù chuyên kiếp của Godzilla. Ghidorah được miêu tả là một con quái vật Monster Zero. Ba đầu của Ghidorah sẽ đại diện cho ba tính chất khác nhau. Ngoài ra, Ghidorah cũng cao lớn hơn Godzilla tận 50m lận đó. Ghê ghê chưa? Thứ ba, quái vật Rodan có vẻ ngoài khá là nhỏ con, chỉ cao có 47m. Thế nhưng sải cánh của nó có thể mở rộng lên tới 265m. Bởi vậy chỉ cần Rodan bay tới đâu, nó sẽ đem sự hủy diệt tới đó. Và đây cũng là lý do vì sao nền văn minh cổ đại gọi Rodan là quỷ lửa. Hiện vẫn chưa rõ Rodan sẽ trở thành kẻ thù hay là đồng minh của Godzilla trong trận chiến sắp tới. Thú vị hơn, Rodan cũng được coi là vị vua của bầu trời, cũng giống như King Kong được coi là vị vua của loài linh trưởng. Bánh mì thì phải có pate, còn phim Godzilla thì phải có bướm Mothra khổng lồ. Nhưng trong trailer, Mothra sẽ đứng về phía Godzilla để bảo vệ loài người xuất hiện trong hình dạng một con nhộng ở rừng mưa Yunnan và được phong là nữ hoàng quái vật. Kích thước của Mothra khá khiêm tốn, nó chỉ có 15m thôi, nhưng sải cánh của nó cũng là 245m lần đó. Ngoài những bộ phim siêu hay siêu hấp dẫn thì tháng 6 này CGV cũng có rất nhiều chương trình thú vị đặc biệt dành tặng cho cả nhà. Đó là ta-da! Đó chính là đổi thẻ thành viên VIP và VIP Aladdin với 20 điểm thưởng trong tài khoản thành viên thông qua chương trình truy tìm đèn thần cùng CGV, bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 và kết thúc ngày 30 tháng 6. Món quà thứ hai cũng lại là một món quà siêu 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 cute luôn, muốn dành tặng cho các bạn đây. Bằng chiêu nhận nuôi thú cưng tại CGV chỉ với 20 điểm thưởng tại trạm CGV trên toàn quốc, bạn sẽ nhận được thẻ thành viên đẳng cấp thú cưng 2. Để nhận được thẻ, chúng ta cần phải tuân thủ theo một số yêu cầu như sau. Chỉ áp dụng cho thành viên thông thường và thành viên U22. Khác với thẻ VIP và VVIP chỉ áp dụng ở một số thành phố lớn, thì đẳng cấp thú cưng sẽ được áp dụng tại tất cả các rạp CGV trên toàn quốc luôn. Khách hàng có thể đổi thẻ bằng 20.000 tiền mặt hoặc 20 điểm thưởng trong tài khoản thành viên, bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Số lượng có hạn, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Chương trình này có thể kết thúc trước dự kiến đấy nhé các tình yêu ơi. Các bạn có biết rằng ế đang là một xu hướng của quốc tế. Có rất là nhiều người muốn thoát ế nhưng mà họ làm mãi vẫn không bao giờ thoát được. Bây giờ Nhân sẽ chỉ cho các bạn một địa điểm để giúp các bạn thoát được ế. Đó là CGV Pearl Plaza, xin mời. Lộn bên này. CGV Pearl Plaza là một trong những rạp chiếu phim có vị trí địa lý đắc địa, rất là gần cái trường đại học, vì thế thuận lợi cho các bạn sinh viên có thể giải trí sau những giờ học căng thẳng. Nghe đồn, mấy trường đại học ở gần Pearl Plaza đều là trai xinh gái đẹp như là Hutech, Kinh tế Tài chính, Văn Lang, Quốc tế Hồng Bàng, Giao thông Vận tải, vân vân. Biết đâu khi xem phim tại đây thì các bạn sẽ thoát ế thì sao? Nhưng mà khi mà thoát ế thì đừng có quên dắt người yêu tới đây xem phim đó nha. À, và điều quan trọng là CGV Pearl Plaza nằm gần đường D2. Con đường được mệnh danh là thiên đường ẩm thực với vô vàn quán ăn vặt và trà sữa đủ loại. Để Nhân kể sơ cho mà nghe nè. Nào là Tteokbokki Hàn Quốc nóng dai dai tại Tteokbokki Việt Nam, hay là Aka House với đồ nướng hương vị đặc biệt chỉ có tại D2. Chưa hết, có một món được xem là thức uống quốc dân không gì khác đó chính là trà sữa. Từ quán bình dân lề đường cho tới các quán sang chảnh huyết tộc, không cần thiếu đồ ăn, chỉ cần thiếu tiền là vô đây.
Xem phim xong đói bụng thì tàn khang D2, ăn uống no say quên lối về luôn nha. Wow, toàn là những món quà nóng vỏng tay luôn đấy. Nhưng chưa hết đâu nha, còn bí mật mà Nhưng chưa có khai ra. Nào, không để các bạn đợi chờ lâu, chúng ta cùng tiếp tục hành trình khui quà của CGV trong tháng 6 này nhé. Tiếp tục mùa lễ này, các bạn sẽ được tặng một tiếp sữa rửa mặt Senka Perfect White Clay chính hiệu của Nhật Bản. Khi đặt online 2 vé xem phim kèm combo bắp nước bất kỳ đó nha. Áp dụng tại hai khu vực đó là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Và cuối cùng đó là món quà đúng chất chơi, nghe cái là ghiền luôn. Đó chính là mini game chiến quả ra quà. Khách hàng khi tham gia chém trái cây tại website teamhe.cgv.vn sẽ trúng thưởng quà tặng bao gồm một vé xem phim miễn phí, một bình nước xanh điệu, một sữa rửa mặt Senka Perfect White và cuối cùng đó là một mascara Maybelline. Trong chương trình được áp dụng vào ngày 29 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6. Còn chừng chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Trời ơi các bạn ơi, khi mà các bạn đang xem video này thì CGV đang bắt đầu chiếu một vài bộ phim hay trong danh sách của tháng 6 rồi đấy. Hãy nhanh chân nhanh tay đến CGV gần nhất để xem liền đi. Còn nếu mà muốn thoát ế thì hãy ghé CGV Pearl Plaza nha. Để thu thập thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa thì hãy like, share và subscribe các kênh của CGV, đặc biệt là ấn chuông cho kênh. Thì khi có clip mới, CGV 247 sẽ thông báo ngay tức khắc cho mình. Mình là Nhân cùng kênh CGV 247. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem clip này. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp các bạn ở bản tin tiếp theo.